Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn cả nước có hơn 1 triệu thí sinh tham dự. Kết quả có hơn 16.000 thí sinh đạt điểm 10 ở tất cả các môn. Trong đó, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng bài thi đạt điểm 10. Trong hơn 16.000 điểm 10, môn giáo dục công dân chiếm số lượng áp đảo với 14.693 em. Tiếp đó là môn tiếng Anh 494 em, lịch sử với 789 em đạt điểm 10, hóa học 137 em, sinh học 135 em, vật lý 70 em, địa lý 35 em, toán 12 em và ngữ văn 1 em. Địa phương có số lượng điểm 10 cao nhất là Hà Nội với 1.025 em. Vĩnh Phúc đứng đầu cả nước với điểm trung bình môn thi tốt nghiệp là 7,16 điểm. Ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thủ khoa là thí sinh của trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, Vụ Bản, Nam Định với tổng số điểm là 57,3 điểm. Nam Định cũng là nơi có thí sinh duy nhất đạt điểm 10 trong số hơn 1 triệu bài thi ngữ văn. Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của cả nước năm 2023 cho thấy môn giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất 8,29 điểm và môn tiếng Anh có điểm trung bình thấp nhất 5,45 điểm. Điểm liệt là 656 thí sinh.